Rồi các bạn nhóm người xem ha. Rồi tiếp tục thì hôm nay mình lại chùa Sóc Sâu. Đây các bạn. Sóc Sâu mình thì ba ghe, chuyến này là ga ba ghe nha. Đó. Đây các bạn. Đây là ông hoàng của Sóc Sâu. Của huyện Hòa Vang mình nha các bạn. Còn đây thì ghe ngò mới. Bữa nay đã lên Hoa Vang rồi nha các bạn. Đây. Có họa sĩ đang đang vẽ luôn. Thì chuyến này ghe này là mình đóng xong là mình đi giữ Sóc Trăng luôn đó nha các bạn. Cái ghe ngò mới nè. Rồi các bạn nhóm người xem tham khảo. Hôm nay mình tiếp tục lại mình quay nghệ sĩ Hoa Vang. Em tên gì? Tính. 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 Danh Tính nha. Tính. Cái gì? Chi Tính. Anh Chi Tính ở tại Sóc Sâu luôn. Tại huyện nhà luôn nha các tại bạn. Tại huyện nhà luôn, sư nhà luôn. Chi Tính. Không có thợ ngoài nhà lại vẽ đâu, thợ trong shop luôn. Chi Tính ở huyện nhà hỗ trợ vẽ cho cái chiếc ghe ngò của Sóc Sâu. Trong chùa, nhà chùa luôn. Sóc Sâu mới nha các bạn. Ghe ngò mới nha. Ghe này thì kích thước thì đóng nó cũng bằng với cái ghe ngò cũ bển nha các bạn. Đó là cái ghe ngò mà năm nào mình cũng đạt ba giải đó các bạn. Là ông hoàng của Sóc Sâu mình đó. Mà nghe nói năm nay ông hoàng mình sẽ có thể nhường qua cho đội nữ nha các bạn. Cũng có nghe nói thì đội nữ của Sóc Sâu mình dự ở Sóc Trăng luôn đó. Còn ghe ngò mới này thì đội nam dự ở Sóc Trăng. Thì do tỉnh cử nha các bạn. Năm nay thì tỉnh mình cử hai ghe. Một ghe thì của Thung Vôn và một ghe của Sóc Sâu các bạn. Ghe Sóc Sâu thì ghe này, ghe mới. Em Chí Tính đang lên Hoa Vang. Thôi để mình quay toàn cảnh chiếc ghe cho các bạn xem để tham khảo ha. Nói nghe thì cũng chưa có hoàn thành hết các bạn. Em Chí Tính đang lên cái phần đầu. Còn cái phần hông thì cũng... Cái này cũng như là mình sơn lót rồi ha. Đó. Cái phần hông mình sơn lót hết rồi nè các bạn. Sơn lót nhưng mà cái kiểu thì mình đã có hình sẵn hết rồi nha các bạn. Nó như mấy cái hình này là chừng nữa mình đi cọ lại hả Chí Tính ha. À, đúng rồi. Còn đi nhát nữa. Những cái nét này là điều mình đi cọ hết luôn. Dạ. Cái nét này là mình đi cọ hết nha các bạn. Nó thổi. Rồi mình thổi bằng máy. Thổi bằng máy thì thổi những cái đại khái mấy cái lớn này nha các bạn. Đó. Còn cái những cái nét của Hoa Vang thì chúng ta sẽ đi bằng cọ. Giáp đều hết rồi các bạn. Đây, sẵn. Rồi tiếp tục nha các bạn. Đó, các bạn coi nè, bữa nay lên là khá đẹp luôn rồi nè. Đó xong chưa? Nhưng mà chưa có hoàn hảo hết luôn nha các bạn. Nói chung là cũng em họa sĩ Tính mình thì nói chung là cũng đang vẽ, cũng tranh thủ là vẽ đây tới tới Tết cho nó gọi luôn đó ha. Vẽ đây Tết cho gọi luôn. Chuyến này là Sóc Trăng mình là đặc biệt một cái là mình lên chữ luôn nha các bạn. Đây. Chùa gì ta? Sóc Sâu. Chùa Sóc Sâu mà cái chữ gì kìa? Nô Cô Chum. Nô Cô Chum Sóc Sâu nha các bạn. Quá đẹp các bạn. Ở bên kia thì lên chữ chưa? Chưa hả? Vậy là chưa. Đó thì bữa hổm mình quay thì chưa có lên Hoa Vang nha các bạn. Đó thì bữa nay mình đã lên Hoa Vang rồi đó. Thì bữa hổm thì cũng có một số cần câu thì anh Danh Ninh anh nói để chia lại cho các bạn đó ha. Thì anh em nào có cần thì cứ lại ngay chùa Sóc Sâu, mình sẽ gặp
anh Danh Ninh thì ảnh sẽ chia cái hàng câu lại cho bạn nha. Bữa hổm mình quay nó hơi lỡ dở thôi, bữa nay mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem. Thì mẫu hoa văn mình cũng vẫn lấy là cái nét mẫu hoa văn y như là ghe cũ này nha các bạn. Nhưng mà những cái nét của hoa văn của mình thì em họa sĩ tính vẽ cái nét nó rộng nó bự hơn, cho nó lỡ xa mình dòm nó còn đẹp hơn nữa nha các bạn. Cũng như cái khung bản này, cái khung bản của mình bây giờ nó bự hơn cái khung bản cũ nè, cái khung bản cũ nó hơi nhỏ hơn ha. Đó, một mẫu luôn nha. Tại vì Sóc Sâu của mình thì các bạn cũng đã biết, ghe này thì đã là ông hoàng ở Sóc Sâu rồi, bởi cho nên bây giờ là mình làm là một mẫu một, nhưng mà nó chỉ khác cái đuôi tí xíu thôi ha, cái đuôi và cái đầu nó hơi khác tí xíu thôi, chứ thật sự thì kích thước thì đều bằng nhau hết, đó là 27 mét nha các bạn. Đường câu thì bữa hổm mình cũng có quay rồi cho các bạn xem tham khảo ha. Thì nè, cần câu một đống luôn. Anh em nào cần thì cứ lại ngay chùa Sóc Sâu sẽ gặp anh Danh Ninh, ảnh sẽ chia càng câu lại. Đó, từ lòng và kích thước đều là đo bên đây sao là lấy qua bên đây y gan như vậy luôn nha các bạn. Từ miếng dán nhỏ cho tới miếng dán nối luôn cũng vẫn là làm giống nhau luôn đó các bạn. Tại vì cái ghe này thì nó đã là quá hay rồi. Bởi cho nên bây giờ là anh Danh Ninh anh lấy cái mẫu này là bất cứ bên đây cái miếng dán nối bây giờ anh Danh Ninh cũng là nối bên đây cũng giống như vậy luôn. Đó, không xê chịch luôn. Thế vậy chứ lợi hại lắm nha các bạn, có khi 1-2-3 miếng dán thôi là nó ảnh hưởng nguyên cái ghe của mình. Còn cái thành phần lên qua văn thì do em họa sĩ là Trung Tính. Chí tính ở lộn chứ. Hồi từ ngày mà bị Covid, chích thuốc Covid tới giờ rồi sao mà bị hậu. Mấy mũi. Ai cũng vậy hết á. Mấy mũi. Có 3 mũi chứ nhiều. Từ ngày 3 mũi tới giờ là thấy nó hơi hiu. Bởi vậy. Nó có khi nói qua gọi cũng muốn quên đó. Nét qua văn cực kỳ ha. Chí tính nha các bạn. Do em Chí Tính mình hỗ trợ là vẽ hoa văn. Hiện tại đang gạch khung này để lên chữ nha các bạn. Chữ bên đây thì mình chữ Khmer nha. Còn bên kia thì chữ Việt. Em Chí Tính mình thì đặc biệt là thổi bằng tu lê không nha các bạn. Đó, mấy cái này là mình thổi tu lê lót hết luôn rồi đó anh Tính nha. Thổi bằng bát tu lê hết trơn luôn. Hả? Sơn tài nó lâu. Ừ. Đúng rồi. Thế vậy chứ nó không có mướt bằng luôn. Đâu có nói chứ đâu có bằng mít tu lê mình thổi được. Nó đều hơn nhưng mà không phải mà muốn thổi mít tu lê mà dễ thổi đâu đó. Ồ, nó khó lắm chứ không phải nó đơn giản đâu. Rồi vậy thì em Chí Tính mình cũng gắng tranh thủ đây tới Tết ha. Đây tới Tết chôm tha mây hả? Chôm tha năm tha mây đó ha. Đó là tranh thủ cho nó xong cái hoàn thành cái ghe ngò mới của Sóc Sâu nha các bạn. Đặng để mình cho khán giả người ta lại giếng chùa ha. Lại giếng chùa đó rồi người ta xem để tham khảo luôn. Chứ đúng ra thì nó cũng là chưa có gấp khung đâu các bạn. Nhưng mà tại ở chùa Sóc Sâu mình có cái ý định như vậy thì em Chí Tính mình cũng gắng tranh thủ làm cho xong để mình trưng bày tới ngày lễ ở chùa đó, cho nên là cho khán giả người ta lại người ta xem cái mẫu ghe ngò mới của chùa Sóc Sâu mình. Các bạn thấy không? Y chang với nhau luôn đó, không bao giờ khác cái gì. Nghệ nhân Danh Ninh lấy là từ cái miếng dán nối luôn ha. Miếng dán nối và bển sao rồi qua đây nói cũng giống vậy luôn á. Đó. Phải nói là cực kỳ luôn. Phải lấy cho giống luôn đó các bạn. Tại vì cái ghe của mình là ông hoàng rồi. Ông này thì giờ ông hoàng ở Sóc Sâu. Đó, bây giờ là mình chuyến này là mình nhường ổng qua cho ghe nữ rồi ha. Đó, chuyến này là Sóc Sâu mình dự là ở Sóc Trăng là hai ghe con luôn nghe các bạn. Đây là ghe nam, đây là ông hoàng này dành lại cho đội nữ của Sóc Sâu luôn đó.
là để đi đấu sóc chặt. Chiếc này là sóc sâu mình chơi lớn luôn nha các bạn. Này là do tỉnh điều nha các bạn. Đó, ở đây là do tỉnh điều. Tại vì sóc sâu mình đã đương kim quá giỏi rồi. Mấy năm nay rồi, năm nào mình cũng lấy 3 giải hết nha các bạn. Đây, ông Hoàng nè. Ông Hoàng sóc sâu, năm nào ông cũng lấy 3 giải hết trơn luôn đó. 2 giải nhất và 1 giải nhì. Ông năm nào ông cũng là lọt xuống 1 giải nhì. Còn là 2 giải nhất, 2 giải nhất là 1 giải là nam nữ phối hợp và 1 giải là 800 y 1000 m nam ha. Còn giải 1200 m là ông nhường lại cho năm năm trước thì ông nhường lại cho ông Tổng Quản. Năm rồi này ông nhường lại cho ông Thung Vôn. Đó các bạn, chính xác vậy luôn. Đó. Phải năm nào ông cũng là 3 giải hết. Phải nói là đỉnh luôn á. Bởi này, năm nay thì sắp sau mình sẽ đi dự ở Sóc Trăng là 2 ghe. Một là ghe nam, hai là ghe nữ các bạn. Sẵn mình quay vậy để cho các bạn những người xem để tham khảo và biết. Giải lớn luôn ha. Chuyến này là giải lớn luôn đó. Giải lớn sao quanh ở Sóc Trăng luôn. Quách sao cái gì? Bắt sao quanh. Dết sao quanh. Rồi. Rồi dặn lên. Đẹp. Nói chung cái những cái nét quả dân hay cái màu gì cũng là giữ cái giống với cái chiếc ghe ngò cũ mình luôn nha các bạn. Chơi cho hợp với phong thủy của mình luôn. Tại phong thủy của mình nó hợp với cái màu này rồi. Bây giờ mình chơi cho cái ghen mình nó hợp với cái ghe màu này luôn. Bây giờ là mình 3 ghe các bạn thấy không? Bên kia thì ghe sóc sâu 2 nha các bạn. Quá wow, Càng Long luôn kìa. Ây chà. Ở vùng Ghiền mà có đội ghe Càng Long qua đây luôn nè các bạn. Ý mình ở Gò Quao, Kiên Giang nha. Càng Long này là ở Trà Vinh nha các bạn. Trời ơi, ghê chưa. Bên bên Càng Long Trà Vinh mà phải qua đây ủng hộ bên Sóc Sâu luôn, các bạn hiểu rồi đó. Dữ lắm á. Thấy không, là cái áo là Càng Long gõ gàng luôn, thấy không. Qua đây để chiêm ngưỡng cái ghe ngo của sóc sâu 1 nha các bạn. Tại vì sóc sâu 1 mình nổi quá mà. Tới Càng Long Trà Vinh phải qua nghiên cứu xem luôn. Rồi, vậy thì mình cũng quay sơ sơ tí xíu cho các bạn xem tham khảo rồi ha. Giờ này thì em Chí Tính mình cũng nghỉ tay rồi. Rồi thôi mình cũng xin tạm biệt các bạn nha. Giờ hẹn các bạn lại là chừng nào em Chí Tính mình đã hoàn thiện hết cái nét quay văn xong chưa hết rồi mình sẽ quay lại một clip nữa để cho các bạn những người xem để tham khảo cái nét đẹp của chiếc ghe ngò mới của Sóc Sâu. Rồi tạm biệt các bạn nha.